Xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, vừa từ chiến trường ca chúng tôi vào trở về và sau một ngày nghỉ chuẩn bị, chúng ta lại bước vào một cuộc chiến đấu mới. Và tại sao nói về đây là một cuộc chiến đấu mới? Bởi vì là trong thời bình thì ốm đau bệnh tật chính là một loại chiến trường. Tôi đang có mặt tại một cơ sở chữa bệnh và tôi cũng chưa biết sẽ nói gì, cho nên có lẽ tôi sẽ nhường lời lại cho nhân vật chính của chúng ta. Trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, người sẽ trò chuyện với tôi hôm nay. Và toàn bộ các tôi cũng chưa biết gọi họ là gì, đây có thể gọi tạm gọi là hội viên này. Vâng, bởi vì đây là một cái gì điểm chữ thập đỏ và họ chữa một cái bệnh mà tôi nghĩ rằng khi nói ra có lẽ rất là nhiều người sẽ không tin và có rất là nhiều người sẽ kỳ vọng. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả những hình ảnh và những con người mà chúng tôi trực tiếp gặp tại nơi đây. Và xin chào các bạn. Xin chào chị. Rất biết xin được có lời cảm ơn cha đã đón tiếp và tạo điều kiện để cho Minh Việt Nam cận với những cơ sở và được tận mắt chứng kiến những việc làm của đội một mình. Và nhân đây trong cái buổi trò chuyện này thì Nguyên Minh Việt Nam cũng rất muốn là cha Tường chia sẻ về những cái công việc của mình làm hiện nay ở đây, cái mục đích gọi là chiến lược đấy, tức là mình có một cái kỳ vọng cái gì đó xa hơn hay không, và cái kết quả mà mình từ khi làm cho đến bây giờ thì mình đã đạt được cái gì rồi. Xin kính chào chị Nguyên Nguyên Việt Nam và tất cả các bạn gần xa trên cộng đồng mạng. Để trả lời cho các bạn rõ cái đường hướng mục đích thì tôi xin giới thiệu, tôi là Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Tường, thuộc giáo phận Vĩnh Long của miền Nam Việt Nam. Thì tại sao mà chúng tôi đang làm cái công việc là điểm hội chữ thập đỏ yêu thương và cho không và chữa bệnh nan y, đặc biệt là ung thư giai đoạn cuối ở đây. Thì trở lại vấn đề, cũng chỉ vì tôi làm linh mục tôi mới làm chuyện này, chứ nếu tôi là một người làm một chức vụ gì khác tôi sẽ không làm chuyện này. Tại vì nhiệm vụ của linh mục là gì? Là đọc kinh cho các linh hồn và cầu nguyện cho mọi người còn sống và chữa lành cho mọi người còn sống, đúng không nè? Vậy thì từ cái chỗ tôi khẳng định, từ chỗ là linh mục là phải đọc kinh cầu nguyện chữa lành, cho nên ngoài cái chuyện tôi đọc kinh cầu nguyện thì nó dễ rồi, thì tôi hướng tới một cái mục đích là chữa lành. Và cái chữa lành đó nhiều người làm lắm, chứ không phải là tôi làm, nhưng mà tôi hướng tới cái chữa lành mà gọi là người ta đang làm, tôi cũng đang làm, đó là cái chữa lành bằng cách là bệnh ung thư, bệnh nan y giai đoạn cuối. Cho nên vì tôi là linh mục cho nên tôi mới làm cái chuyện này, và tôi làm thật, tôi làm có kết quả, chứ không phải là làm không có kết quả. Vậy thì cái mục đích mà tôi muốn chữa lành cho người ta để người ta hết bệnh là để người ta sống lại, để người ta tu tốt hơn nữa. Để người ta tu tốt nữa. Vậy cũng trở lại vấn đề là vì tôi muốn anh tu, tôi mới làm chuyện này. Vậy thì tu như thế nào cho đúng một con người ở dưới gầm trời này? Từ xưa đến giờ thì tất cả mọi người ai cũng tu hết, tu đủ kiểu, mỗi người tu một kiểu khác nhau, nhưng tụ trung lại cái tu đó chưa đến một cái đỉnh cuối cùng. Nói như vậy thì có lẽ như tôi chê trách những cái chỗ khác là tu chưa đúng, phải không nè? Nhưng mà tôi khẳng định cái tu như thế này, tức là tu theo đạo Phật thì ăn chay kỳ, chay ngày, chay tháng, chay năm, chay trường là một hình thức tu. Rồi
sám hối, đọc kinh, lại Phật chứ nha. Còn tu theo đạo Chúa thì cũng là ăn chay một năm hai lần, rồi là sám hối, đọc kinh, làm phước bố thí, bên đạo Phật cũng vậy. Thì rõ ràng đó là một thức tu. Nhưng mà đối với cha Tường thì tất cả những điều đó là những điều anh phải làm. Nhưng mà cái điều cao cấp hơn nữa là đưa anh trở về với một con người thật của anh. Đó là tu đó. Trả anh trở về một con người thật sự khi mà sinh ra cho đến bây giờ, và cho đến khi anh nhắm mắt đi khỏi vũ trụ này, anh phải là một con người thật. Một con người thật là gì? Là một con người nhân chi sơ tính bản thiện, nói như theo là bên Khổng, đạo Khổng. Một con người nhân chi sơ tính bản thiện. Vậy thì từ khi sinh ra anh là phải là bản thiện. Khi anh đang sống anh cũng phải bản thiện, mà khi anh chết đi anh cũng phải bản thiện. Như vậy nói như thế thì những tôn giáo khác vậy không đưa con người ta gì tới bản thiện sao? Có, có đưa đó. Nhưng mà đưa chưa tới nút. Ví dụ như nó có 10 nút, đưa tới nút thứ 9 còn nút nữa. Vậy thì cái nút đó là chỗ nào? Chỗ là cha đưa con người ta trở về cây cỏ mang hạt giống làm thức ăn của con người. Mà tại sao cha dám nói cây cỏ mà hạt giống là thức ăn của con người? Là bởi vì trong kinh thánh Chúa dạy điều đó. Trong kinh điển của Phật giáo Đức Phật dạy điều đó. Và trong khoa học, khoa học lại chứng minh cái điều đó. Thế thì rõ ràng là tôn giáo mà không có khoa học thì coi như là tôn giáo khập khiễng. Mà khoa học mà không có tôn giáo thì khoa học có một chân. Hay nói một cách khoa học hơn, nói một cách là văn hóa hơn, là tôn giáo và khoa học nếu như nó có một điểm chung thì chủ thuyết nó đáng tin cậy. Vậy thì cái chủ thuyết của tôn giáo là ăn cây cỏ mà hạt giống, cái chủ thuyết của khoa học là không dung nạp động vật. Hai cái chủ thuyết này có một điểm chung là không ăn động vật, nên chủ thuyết của tôn giáo đáng tin cậy và chủ thuyết của khoa học cũng đáng tin cậy. Vậy thì từ cái chỗ mà cha có cái chuyện mà bác ái yêu thương cho không chữa ung thư là bởi vì cha muốn đưa con người ta trở về với một con người thật, một con người nhân chi sơ tính bản thiện đó. Thì để con người đó là con người thật thì con người đó phải ăn cây cỏ mang hạt giống nha. Thì đó là thức ăn dành cho con người. Vậy thì tại sao nó ăn cây cỏ mang hạt giống là một con người thật? Bởi vì khoa học nó phân biệt ra nè, nếu như con người anh mà ăn động vật thì cơ thể anh luôn luôn là cơ thể axit, phải không nè, dòng máu axit. Còn nếu anh ăn cây cỏ mang giống thì cơ thể anh luôn luôn mang cái dòng máu trung tính hoặc là kỳ, chứ không có axit được. Vậy thì một con người mang một cái dòng máu động vật là dòng máu nóng nảy giận hờn, chứ một con người mang cái dòng máu là trung tính, tức là hiền lành và nhẹ nhã nhặn, mình thích cái nào đó nè. Mà một con người nhân chi sơ tính bản thiện thì họ phải trung tính, họ phải hiền lành, họ phải nhã nhặn, họ phải vui vẻ, họ phải cởi mở, họ phải quan hỷ, họ phải hoạt bát, họ phải yêu thương, họ phải cho công. Vậy thì tôi muốn đưa con người ta trở về với một con người đó thì điều đầu tiên phải đưa con người ta trở về với cây cỏ, cái nguồn cội. Và cái đời tu của tôi là như thế đó, tôi làm cho người ta được cái điều đó. Và hôm nay, đến ngày hôm nay thì tôi đã làm được điều đó. Có cơ sở khoa học, có cơ sở pháp lý, có cơ sở của tôn giáo, có cơ sở của thực tế. Ví dụ như cơ sở khoa học là gì? Là các nhà khoa học đã từng đến đây chứng kiến điều này và khẳng định điều này là có khoa học. Không lẽ các nhà khoa học là tiến sĩ ở các nước trên thế giới gì đây mà không lẽ là sao? Đúng không nè? Ví dụ như giờ chị ở Việt Nam mà chị đậu bằng tiến sĩ bên Nhật thì rõ ràng là chị là tiến sĩ Nhật chứ không phải tiến sĩ Việt Nam. Vì về Việt Nam chỉ làm việc thôi mà. Chị đến đây chị khẳng định cha Tường làm như thế có cơ sở khoa học. Vậy thì chị tiến sĩ các nước chứ phải tiến sĩ Việt Nam. Đó nè. Đây. Điều thứ hai, tôi làm việc có cơ sở pháp lý là có Hiệp hội Lao động Sáng tạo xác nhận điển hình. Đây là làm việc có khoa học, và Hiệp hội Lao động Sáng tạo là đại diện cho một quốc gia chứ không phải là đại diện cho một cái tổ chức nho nhỏ nào đó. Và nó còn có một cái cơ sở là pháp lý là điểm hệ chữ thập đỏ.
Một cái cơ sở pháp lý nó có trong tôn giáo đó là đạo Thiên Chúa. Đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mà hạt giống, mọi thứ cây có trái mà giống làm lương thực cho các ngươi. Đây là cơ sở pháp lý của tôn giáo. Và cơ sở pháp lý của bên Phật giáo là anh không được sát sanh hại vật. Mà anh không được sát sanh nó, hại đời nó thì đồng nghĩa là anh không được ăn nó. Không nè, mà anh không ăn nó thì anh ăn gì? Phải ăn cây cỏ mà hạt giống. Không nè, rồi. Một cơ sở pháp lý nữa mà ta đang có đó là ta đang trồng những cây thuốc mà tất cả đoàn làm phim ha, phải không? Gọi là đoàn làm chương trình ha. Đoàn làm chương trình vừa tham quan hồi nãy đó, thấy đây là một cái cơ sở có thật, có trồng thuốc, có bệnh nhân, có các vị thầy thuốc đang có mặt ở đây. Đó là cơ sở thực tế. Và một cái cơ sở thực tế nữa là các bệnh nhân đang đối chiếu đoàn làm phóng viên này. Và các bệnh nhân từng trả lời với đoàn làm phóng viên là chúng tôi tự tin, chúng tôi khỏe, chúng tôi vượt được bao nhiêu phần trăm. Và cơ sở pháp lý vững chắc hơn nữa, đó là các bệnh viện lớn nhất ở Việt Nam phê chuẩn cho các bệnh nhân này đã lành tính không còn thương. Và cơ sở pháp lý vững chắc hơn nữa, đó là các nhà khoa học nước ngoài, các bác sĩ nước ngoài đã chứng nhận cơ sở công nghệ trắng ra luôn. Khi tôi đưa con người ta trở về một cái nhân duy sơ tính mạng thiện, tôi phải cần bao nhiêu cái pháp lý đó đó. Chứ không có đơn giản mà đưa con người ta trở về nhân duy sơ tính mạng thiện mà anh nói cái miệng anh là người ta nghe đâu. Không có chỗ này phải có cơ sở pháp lý vững chắc mà cha mới vừa nói, cơ sở pháp lý về khoa học, về tôn giáo đó nè, rồi về thực tiễn, rồi về bệnh nhân, rồi về các thầy. Các thầy này cũng đã có lương y bằng cấp hết, chứ không phải là ngồi chơi chơi đây mà tay không chân rồi mà dám đụng với bệnh nhân đó. Không có chuyện này đó nè. Rồi cơ sở pháp lý về cái cơ sở trồng thuốc hay là cái nơi chữa bệnh, nơi cứu người, đưa đón bệnh nhân. Vậy như thế mà cha mới có một cái chương trình cụ thể, đó là yêu thương và cho không. Mà trong cái yêu thương đó, nó phải có một cái gọi là một cái trí tuệ, chứ không phải là ai cha cũng yêu thương hết. Ai cha cũng yêu thương, nhưng cha phải yêu thương những người mà họ cảm thấy họ cần được cha yêu thương. Có những con người họ không cần cha yêu thương mà cha yêu thương họ là coi chừng là cha sai với họ à. Thí dụ như có những đứa nó muốn treo cổ nó chết, mình lỡ mình cứu nó một lần, lần thứ hai nó treo nữa, nếu mà mình lỡ mình cứu nó tôi đâu cần không cứu, phải không nè. Vậy thì cha yêu thương và cho không, nhưng mà có trí tuệ, tức là có sự phân biệt ở trong đó. Dĩ nhiên ai cha cũng yêu thương, nhưng mà cha yêu thương với những người cần cha yêu thương, cha sẵn sàng yêu thương người đó. Vì thế mà cái đường đi của cha là như vậy, để đưa con người ta trở về một cái chân lý vẹn toàn, mà cha hay dùng cái từ gọi là từ mà Chúa Giêsu xuống trần gian, Chúa Giêsu nói là hãy kiện toàn. Cha kiện toàn, ví dụ như xưa nay, từ xưa đến giờ, từ sanh ra cho đến giờ là 50 tuổi đi, thì thức ăn hàng ngày mà chị hay dùng đó là động vật, đúng không nè? Còn chị ăn chay giống như là ăn theo cái lễ nghi tôn giáo, chứ còn cái lẽ sống hàng ngày mình là động vật, phải không nè? Vậy thì rõ ràng đối với cha, cái đó là cái truyền thống, cha không nói chuyện đúng hay sao. Nhưng mà đối với cha, cái điều đó mà đặt vào cơ thể của một con người thì điều đó là điều sai. Mà cái điều sai cha đã chứng minh có pháp lý hết, chứng minh hết. Vậy thì ngang qua cái chương trình phóng viên này, cha mong rằng, cha không mong rằng các bạn khen cha, cha cũng không mong rằng là các bạn là giúp đỡ cha được gì, cha cũng không mong rằng là các bạn là đến đây, nhưng cha mong một điều là các bạn phải nhớ cho thiệt là kỹ, để tự các bạn của các bạn là thức ăn của mình là mọi thứ cỏ mà giống và mọi thứ cây có trái mà giống. Bạn hãy trở về với cái điểm bạn phát xuất ra đi, thì tự khắc bạn sẽ đi tiếp tục nữa. Cha nói bạn trở về với cái điểm phát xuất ra đi, thì cha ví dụ nè. Ví dụ như trong này là có hai chị này có gia đình, đúng không nè?
chị cũng có em bé có con rồi phải không? Giờ cha tạm thời cha hỏi chị để cha cho chị thấy là chị phải trở về điểm xác sức nha. Ví dụ như hồi xưa chị sanh con, trước khi chị sanh con chị ra chị mang thai, chị có một giai đoạn mà bà mụ gọi là ốm ngán đó, chị có chuyện đó không? Vậy thì khi đó chị ốm ngán rồi đem thịt cá lại chị có ăn được không? Sao vậy? Sao chị không ăn được? Sao? Ối, tanh, hôi, rồi chừng nào mới ăn được? Một thời gian ngắn ngắn. Tại sao chị không ăn được? Tại vì bản chất của con người là không ăn nó. Cho nên chị mới, khi mà một cái bào thai hình thành trong lòng mẹ thì cái bào thai nó chỉ là một dòng máu thôi, một mầm sống thôi, nhưng mà cái mầm sống đó nó khước từ động vật. Cho nên chị nghe cái mùi động vật tự nhiên chị phát ra một cái ối, là cái mầm sống đó, nó phát ra cho chị là cha giải thích theo kiểu mà nông dân của cha thôi nha. Có nghĩa là cái nguồn gốc của con người là phát xuất là không ăn động vật. Nhưng mà lúc đó chị không ăn động vật mà đem mía lại chị ăn không? Đem trái cây lại chị ăn không? Đem đường lại chị ăn không? Đem sồi lại chị ăn không? Sồi có phải trái cây mà giống không? Đường có phải trái cây mà giống không? Tất cả những đậu phộng hay là các thứ đem lại chị ăn hết. Nhưng đem động vật lại không ăn. Rõ ràng con người ta xuất phát từ cây cỏ mà giống. Vậy thì cha nói như thế thì Dũng vẫn có những cái điểm hở. Vậy thì có những bà mẹ mang thai ốm ngán mà không thèm, ốm ngán mà ăn thịt răm răm. Vậy thì sao vậy? Phải không? Cụ thể là chị ốm ngán là chị không muốn ăn động vật. Nhưng mà có bà khác bà ốm ngán mà ăn động vật bà thích. Vậy là sao? Do cái di truyền từ cha từ mẹ truyền sang con, cái di truyền đó nó nặng nề quá rồi, coi như là nó mạnh mẽ quá, bây giờ nó phải cần đến cái dòng máu của động vật một phần nào đó để nuôi sống. Còn đại đa phần là các bà mẹ mang thai ốm ngán đều khước từ động vật. Vậy thì khi cái lúc chị khước từ đó, nếu như ngay từ đó mà chị ăn trái cây, rau, củ quả mà chị mang thai đến ngày chị đẻ ra được không? Vẫn được, vẫn tốt. Nhưng mà chị đâu có chịu. Ông chồng chị nói, không được em ơi, bữa nay em ăn không được thì em uống nước thôi. Ngày mai cái bắt đầu ối nữa, không sao em, chiều ăn. Rồi ngày mốt ép riết cái bào thai chịu thua, trời luôn, sạch luôn. Vậy thì tới lớn lên, nó mang cái dòng máu thú tính, dòng máu động vật rồi nó đâu bỏ. Vậy thì khi này đây, chị mới trả cho nó trở về nhân chi sơ tính bản thiện, khó vô cùng. Phải không nào? Khó vô cùng. Hôm nay cha nói cho chị nghe vậy, chị tiếp thu không kịp đâu. Nhưng mà khi chị về, chị nghe lại, chị sẽ tiếp thu rất là rộng. Và cha nói có cơ sở. Vậy thì nhiệm vụ của cha là muốn đưa con người ta trở về những cái nhân chi sơ tính bản thiện đó. Mà muốn đưa được như thế thì thật sự cha cũng không có tài nào để chữa bệnh ung thư đâu. Nhưng mà cha nghĩ rằng là thiên địa nhân hợp nhất. Hằng ngày cha cuốc đất là lại đất, hàng đêm cha đọc kinh cha lại trời, rồi thường xuyên cha lại người ta. Lại trời thì dễ hiểu rồi đúng không? Lại đất thì cuốc đất là lại đất, dễ hiểu rồi phải không? Lại người ta là chỗ nào vậy? Lại người ta tức là yêu thương và cho không đó. Chị muốn cho người ta chị phải có tiền. Mà muốn có tiền thì phải năn nỉ ỉ ôi, phải nói đông nói tây, nói đủ kiểu, nói hết cách người ta mới cho mình tiền để giúp cho người khác. Có phải là ban ngày lại trời ban đêm lại trời, ban ngày lại đất, giờ rảnh lại người ta. Thế này. Rồi bên cạnh đó còn phải chữa bệnh miễn phí. Để như vậy, để trả con người ta về với cái nhân chi sơ tính bản thiện. Trả con người ta về với cái điều răn mà Chúa dạy là yêu người như mình ta vậy. Nhưng mà cũng không phải cha làm, nhưng mà chắc có lẽ là trời đất bắt cha phải làm. Cha cũng đã nghiên cứu kỹ rồi, tại sao cha vô duyên như vậy? Tại sao cha không giống một người là có vợ, có con, có nhà, có cửa, có công, có sở, mà cha phải đi làm chuyện này? Cha đã nghiên cứu kỹ, năm nay là 40 mấy tuổi rồi. Cha nghiên cứu tới cuối cùng là thôi, đó là cái định mệnh, cái số mệnh của mình, mình phải chấp nhận để con đường. Thôi thì bác hết mọi cái giả thuyết khác, tập trung cho giả thuyết này để cứu người.
Đó là những cái mà câu hỏi nhỏ mà trả lời dài quá. Đúng là còn nói nữa nhưng mà thôi, để dành. Vâng. Nó giống như là một cái buổi mà giảng kinh. Tôi cũng từng đi lễ nhà thờ và cũng từng nghe cha giảng kinh. Cái đó là rất là cái tầm rất lớn vẫn vĩ mô. Thì quay trở lại với cái câu chuyện của cái điểm hội này, thì từ khi mà mình bắt đầu mở ra, bắt đầu làm, cha Tiền đã có 30 bệnh nhân hoàn thành được hết tế bào ung thư để rời khỏi cái điểm hội của mình. Chắc cái này xin mời các thầy trả lời được ha. Thầy nào nắm được cứ trả lời đúng không? Cho nó phong phú. Vậy xin mời các thầy nào. Từ các thầy nào thấy mình đủ bản lĩnh trả lời thì cứ trả lời. Con xin phép thầy cha, cô phóng viên cùng quý khán giả của đài WeWin Việt Nam. Thì con xin trả lời câu hỏi của cô là đã có bao nhiêu bệnh nhân đã khỏi bệnh. Thì trước tiên thì phòng khám yêu thương cho không của Điểm Hội Chữ Thập Đỏ bắt đầu được thành lập từ ngày 30 tháng 12 năm 2017 cho đã điều trị cho đến nay thì đã có trên 35 ca bao gồm có ung thư cũng như các bệnh nan y. Đã có kết quả là có các bệnh viện lớn phê chuẩn là đã khỏi bệnh. Dạ, con xin trình bày. Tức là có 35 trường hợp là đã có kết quả của bệnh viện người ta xác nhận là đã khỏi bệnh. Cảm ơn con. Con có thể chia sẻ mình tên là gì và mình làm việc ở đây là cái cơ duyên như thế nào và làm việc tại đây? Dạ, con tên là Nguyễn Tấn Thanh. Thì con cũng như các thành viên ở trong đây thì với công việc của mình là thầy hỗ trợ điều trị ung thư. Thì cái công việc này xuất phát từ cái việc nghiên cứu của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã được các nhà khoa học đầu ngành của cả nước xác nhận là nhà nghiên cứu thực nghiệm công nghệ cháo nano, dược thảo nano. Thì cái công việc của các thành viên của trong nhóm thì là công việc là chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư. Cơ duyên cũng tình cờ thôi, mỗi một người có một cái cơ duyên khác nhau. Cũng như con, trường hợp của con thì con biết đến cha là khi cha còn làm chánh sở của nhà thờ Thành Thới Bến Tre, thì khi đó con tình cờ có nghe giảng lòng Chúa thương xót nơi cha, thì con thấy cái tư tưởng mà cha giảng về lòng Chúa thương xót rất phù hợp để mọi người có thể áp dụng, và đặc biệt là riêng con. Thì con mới theo cha từ năm đó là năm 2014. Thì khi đó con theo cha về đây thì con làm những cái công việc bên này phụ giúp với cha. Thì trong thời gian đó cha có nghiên cứu về cái đề tài là ung thư. Thì tụi con cũng góp công, góp sức của mình để cùng cha để thực hiện những cái chương trình như vậy. Thì cho đến nay thì cái cơ sở của mình nó phát triển như vậy thì mình chữa bệnh như vậy. Cảm ơn. Các chị. Chào chị. Ở đây thì em cũng muốn hỏi chị xem là ít cơ duyên nào chị đã tham gia vào hội viên ở đây. Chúc chào cha Phêrô, chào chị Phóng Viên cùng tất cả quý cộng đồng mạng, tất cả các quý thầy. Cái cơ duyên mà em thì cũng có cái lòng mến Chúa, đi lòng thương xót Chúa là cha Phêrô dạy, rồi còn làm nhà thờ Long Tháp, chánh sở nhà thờ Long Tháp á, rồi theo cha mỗi tuần thứ bảy để nghe giảng giải lòng Chúa thương xót. Rồi khi mà cha đổi về Bến Tre thì tụi em cũng là bao xe mỗi tuần đi nghe dạy, đi dạy lòng Chúa thương xót. Từ cái chỗ đó mà cho nên em theo cha về làm việc quát ái hàng ngày cho tới giờ này, nghe lời cha để mà nghiên cứu chữa trị ung thư tới giờ này.
chị. Như vậy là hầu như là các thành viên ở đây là đều là tự nguyện. Thế mình có theo học một cái trường lớp nào về chuyên môn điều trị không? Quý vị khán giả, trước đó thì con có học bên viện chẩn, viện chẩn điều khiển liệt pháp của Quốc Châu. Thời gian ở đây thì cha Tường đào tạo con về công nghệ cháo nano, thì con chữa bệnh cho bệnh nhân bằng công nghệ cháo nano. Nhưng mà trong quá trình điều trị thì bệnh nhân mình ung thư á, hoặc là nan y thì họ cũng bị đau nhất, thì lúc đó con mới áp dụng viện chẩn để mà giảm đau cho họ. Nhưng mà để chữa hết bệnh ung thư á, thì quả thật là Tây y, Đông y hay là cả viện chẩn không có giải quyết được vấn đề, mà công nghệ như nano thì mới chữa hết bệnh ung thư cho họ. Tâm là y sĩ Đông y thì sử dụng Đông y để hỗ trợ thêm cho các bệnh nhân gì đau nhất. Nói chung thì kết hợp nhiều phương pháp để mà giảm đau cho bệnh nhân. Dạ. Con xin cảm ơn. Vâng, quay lại trên phòng bệnh. Còn những người bệnh mà người ta ở nơi khác, tôi nghe bệnh nhân nói là những người khỏe đi lại người trọ quanh quanh đây. Yeah. Họ ở trọ quanh quanh đây. Vậy thì có lẽ là cái sức lực của mấy thầy trò bỏ ra có lẽ không tính giờ. Vậy thì cha Tường có cái biện pháp gì đối với hội viên của mình để động viên họ, hay là chỉ có là công tác tư tưởng thôi? Nói theo kiểu thế gian đó, dạ, người ta gọi là một người tính chín người làm. Nhưng mà chín người này họ nhiệt thành là mới nổi, chứ còn không nhiệt thành không nổi. Nhưng mà nếu mà nói về có một cái tư tưởng gì để giúp cho họ làm một cái chất bôi trơn để họ đi làm ở nhà này, thì điều đầu tiên phải làm sao cho họ hiểu cái đường đi. Và khi họ hiểu rồi là họ sẽ làm không thấy mệt mỏi. Giống như trong tiếng Latin có câu ubi amatur non laboratur, tức là khi yêu không cảm thấy nhọc mệt. Vậy thì đơn giản nhất là tôi sẽ chỉ cho anh một cái chân lý, mà chân lý này tôi cho rằng là chân lý của tôi. Vậy nếu anh hợp với chân lý tôi thì anh cứ đi với tôi. Chứ còn mình không dám nói chân lý này là chân lý cho nhân loại nha. Mình chỉ nói chân lý của mình thôi. Nhưng mà chân lý của mình dựa trên cơ sở lời Chúa hoặc là khoa học, chứ mình không thể dựa trên mình. Mình dựa trên mình chỉ là cá nhân thôi, chỉ là chủ quan chứ không khách quan. Vậy tóm lại, cái động lực để cho các bạn này đi theo đó là mình phải làm cho họ hiểu rõ cái đường mình muốn. Và khi họ hiểu rõ thì tự động là họ sẽ đi theo. Và họ thấy đó là lý tưởng, họ mặc cái lý tưởng đó cho họ, chứ không phải là họ làm theo lý tưởng đó của mình. Và cái này là cái vô cùng khó khăn. Vì giờ đây anh đi theo tôi để làm việc này không phải là theo tôi, mà anh theo cái lý tưởng đó trong anh. Vậy thì cụ thể hơn, để tôi cho anh theo được lý tưởng đó thì anh phải ăn cây cỏ mà hạt giống. Vì cái thức ăn này nó trả anh trở về một con người trung tính và kỳ, như nãy cha anh mới vừa nói, chứ không còn là axit nữa. Và ông Emoto, tiến sĩ người Nhật đó, ông có viết một thông điệp về nước, là ông nói con người là nước, nước là con người. Vậy thì nếu con người ta mà có những cái mệt mỏi, ông nói là nước biết nghe, nước biết hiểu, nước biết suy nghĩ, nước biết trả lời, nước biết nấu. Bởi vì con người anh là nước, mà anh đang biết nấu, anh đang biết nghe, anh đang biết suy nghĩ. Vậy là nước biết nghe, nước biết nấu, nước hiểu, nước suy nghĩ, nước hành động. Vậy thì nếu anh nghe đúng thì nếu nước này nó sẽ tốt, mà nếu anh nghe sai, nước này bị cầu nguyện thì nước này nó sẽ tốt. Ví dụ thì ông tiến sĩ Emoto người Nhật đó nói con người ta là nước. Vậy thì nếu con người ta mà lộn xộn, người ta đi cầu nguyện để cho thanh tâm hồn nó thanh thản. Bên cạnh đó chúng ta thấy chúng ta trả họ con người trở về một cái môi trường kịp, như chỉ biết là
khoa học cũng đã từng chứng minh con người ta 70% là nước, 30% là chất rắn. Vậy thì mình đưa cái cây cỏ mà giống hạt giống vào cơ thể họ thì đương nhiên cơ thể họ sẽ trở thành một cái môi trường kiềm. Mà môi trường kiềm thì thấy cái chương trình yêu thương và cho không thì họ coi đó là lý tưởng của họ. Đó là động lực để cho họ đi sang làm. Okay. Tới một cái cơ sở, tuy là nó không gọi là hoành tráng, nó không hoành tráng, nhưng mà thực sự là nó cũng rất đáng để với một cái bề rộng, một cái dãy nhà, nó có sức người, sức lực, rồi những người bệnh nhân hiện đang nằm tại đây. Ở nơi này kinh phí ở đâu? Không nè, cha xây nhà, cầu đường, trường trạm cho người nghèo, rồi làm bao nhiêu công chuyện mấy chị thấy hết rồi. Không nè, cái này mà 5-10 triệu cũng làm được đâu. Công nhận không? 100 triệu cũng không làm được đâu. Từ hàng dài 300 triệu trở lên làm mới được. Nhưng mà rồi từ từ Thượng Đế cũng sẽ an bài được, có những đồng tiền mà. Chẳng qua là cha không có một đồng tiền riêng của cha. Cha có, cha làm hết những cái điều cha muốn làm. Cho nên trời đất sẽ đối ngoại với cha. Vậy thì đồng tiền ở đâu làm là do cái đời sống của cha nó minh bạch rõ ràng. Cho nên đồng tiền nó đến. Cho nên giờ cha cũng không biết nó đến từ đâu, đến từ nguồn nào. Mà rồi khi cha cần thì nó sẽ có người đến giúp đỡ cha làm như vậy. Thế giờ cha hỏi sinh ở đâu rồi cha cũng không biết. Mà hỏi ở đâu cho về cha cũng không khẳng định được. Nhưng mà nói như thế thì nó ở ngoài thế gian gọi là hiu. Anh làm như thế thì anh không có một chỗ dựa vững chắc, không có nơi đáng tin cậy để anh làm vài bến sập sao. Đó nè, nhưng con người ta cũng có hai phần, xác và hồn. Cái mà hàng ngày cha tự tin đó là cha bán của cải của cha, là sức khỏe, trí khôn, thời giờ. Cha tạo ra cây thuốc bằng sức khỏe của cha. Nhà máy thuốc của cha là trời và đất, đúng không? Cái nhà máy sản xuất thuốc cho cha là trời và đất. Và cái mà cha đang khiển cái nhà máy đó chính là công sức thời giờ của cha. Cho nên cây thuốc nó lớn lên hàng ngày để cha trị bệnh. Còn cái tiền mà cất nhà cho gạo xin tiền đó, thì dĩ nhiên cha làm đúng thì Chúa cũng sẽ có cách gửi đến cha. Hoặc là cha cũng phải xin, phải xin người này, xin người kia, những người quen thân. Đó là những cái mà cha nói cho chị biết để có đồng tiền để làm việc ha. Okay. Chỉ là một cái câu hỏi rất là ngắn về kinh phí, về cái kinh phí xây dựng công trình. Thế nhưng mà qua một cha xứ thì chúng ta đã nghe hẳn phần thuyết giảng. Nhưng mà cái điều mà thuyết phục tôi chính là cái dãy nhà lá ở dưới kia với những cái gương mặt hân hoan của những người bệnh khi người ta tin chắc rằng người ta đã khỏi bệnh, hay là với những người bệnh chỉ mới vào mấy ngày thôi, họ nói với tôi rằng là đỡ nhiều lắm rồi chị, một cái cánh tay này của họ sưng to, và cô có nói với tôi là mấy hôm trước là nó cứng nhắc mà hôm nay nó mềm rồi này, mặc dù tôi nhìn thì tôi thấy nó vẫn đỏ và to lắm. Bây giờ nắm vào cái người này thì chính những cái điều đó nó thuyết phục tôi hơn rất nhiều những điều mà cha có thể là một cái người bình thường như tôi thì cái phần tiếp thu lý luận cũng khó, nhưng mà không sao, tôi cũng rất là hy vọng bằng cái này hay cái khác cái cơ sở của mình với cái một cái hecta mênh mông đó nó sẽ có bệnh viện cho bệnh nhân, vườn thuốc nam tốt cũng cho bệnh nhân. Và tôi cũng muốn hỏi cha là trong những người bệnh, trong 30 năm người bệnh mà đã khỏi bệnh và có xác nhận của bệnh viện là hết bệnh, thì cha ấn tượng cái trường hợp nào?
tượng trường hợp nào nhất là những người đã được hết bệnh mà gây ấn tượng đó hơn? Thì nói chung là có một ca duy nhất mà mình thấy hơi lạ là trong quá trình mình điều trị họ, thì điều trị mình thấy là coi như là giống như cái ca bệnh của ông gì mổ cổ gian, thì khi mình điều trị họ là một tháng rưỡi rồi mình khẳng định hết bệnh rồi đó nè, vậy mà ba bữa sau là tự động ngạt thở không thở được đó. Thì khi đó là thầy Thanh chuyển ổng lên bệnh viện, thì bác sĩ bệnh viện là đưa ra một cái giải pháp là phẫu thuật là mổ cổ họng. Thì lúc đó là gia đình ổng thì coi như là phó thác cho đây. Rồi ông thầy Thanh thì ổng hết biết lúng túng cái gì. Thầy Thanh điện về cho cha, hỏi cha vậy thì bây giờ thì mình đã khẳng định là cơ thể ổng đã hết bệnh mà, vậy tại sao ổng phải ấn tượng như vậy, phải đi mổ vậy? Thế thì ổng không nói chuyện được nữa, thì thầy Thanh đưa ra đưa cho cha tin tức là bây giờ phải mổ. Bác sĩ nó mổ mới cứu ông sống, mà nếu không mổ ông chết liền à, nín thở ông chết liền. Cha suy nghĩ 5 phút sau, trên điện thoại cho suy nghĩ, cha quyết định mổ mắt của ông. Là bởi vì cha nói rằng ông này đang sống mà, nhưng mà vì một cái cảnh gì đó ông nghẹt thở, mình không biết được, mình không phải là bác sĩ, mình không biết được, thôi quyết định mổ tại chỗ. Là lúc đó cha đưa ra quyết định mổ là chọn hết nói luôn, chứ không phải gia đình đâu. Ghê gớm vậy. Chồng của bà đó, cha của mấy đứa đó, mà mình không cho ông nói nữa, để cứu cái mạng. Cuối cùng cha quyết định mổ là hết nói được, nhưng mà về sống. Nhưng mà về sau đó muốn nói thì bệnh cái lỗ nó lại nói được. Con chào cha ạ. Và hy vọng một thời gian. Cái đó là cái ấn tượng. Cái ấn tượng chỗ là chồng của người ta, cha của người ta, mà cha khẳng định cái mạng sống đó, mổ luôn cho mày nghĩ nó. Vì tao biết mày sống mà, tao biết mày hết ung thư, tại sao mày bệnh, mày trở khỏe vậy? Rồi gọi là tổ trác gì vậy? Không nè. Thế thì quyết định cho bác sĩ mổ, mổ cổ họng cho nó. Mổ xong rồi thì đã mình biết cơ thể không hết, thì đương nhiên cái chỗ này nó quan trọng. Có phải cái đó nó táo bạo của cha sáng tạo không? Nếu cha không mổ chỗ này thì dù ổng sẽ chết, cái chuyện này có hết bệnh cái này không nói được đứt hơn. Vậy thì cha không cho ổng nói chuyện nhưng cứu được ổng. Và cuối cùng cứu được ổng nhưng ổng vẫn còn nói chuyện cho nhỏ nhỏ được. Đó là một trong những ca mà coi như là mình dám thay mặt gia đình cấm mày nói luôn cho nghĩ. Nhưng mà sau đó thì cha có biết là vì sao mà ổng? Thì có lẽ là cái phổi, cái thanh quản không? Nó bị nghẹt, nó bị nghẹt rồi đàm nhiều, đại khái như là đàm nhiều hơn. Rồi ổng nước ra không được, buộc lòng phải mổ hút đàm. Chỉ còn cách đó duy nhất chứ không, nó nghẹt thanh quản rồi chứ. Nhưng mà mình biết cái cơ thể ông đã hết ung thư. Vậy thì nếu mình không quyết định mổ như vậy là mình vô tình mình giết ổng, chứ phải là ta giết ổng. Phải vậy không nè? Cho nên làm thầy thuốc hay là làm bác sĩ, có những cái mình quyết định cho người ta, mình chọn lựa cho người ta. Tuy rằng tao quyết định cho mày không nói chuyện, nhưng mà tao biết chắc mày còn sống. Vợ mày có thể trách tao, nhưng mà vợ mày nó nhìn cái cục diện lớn hơn, nó không, chồng mày còn sống. Ổng còn ngồi đó, ổng ngồi trên trong nhà mình, ổng đi nấu nước cho mình uống, vẫn tốt hơn là ổng đã. Vậy thì sau khi quyết định mổ cổ họng ổng ra xong xuôi, để hút đạm hút nhớt ra, rồi cuối cùng cái họng ổng cũng lành, cũng bình đâu cũng. Đó là những ca ấn tượng ha. Còn nhiều ca lắm, nhưng mà một ca cụ thể thôi. Cụ thể ngay chỗ là tôi quyết định mạng sống cho anh, cấm anh nói đó. Cụ thể chỗ đó hơi liều mạng chứ, nhưng mà không sao. Đấy là một ca điển hình. Còn ca đầu tiên đó. Ca đầu tiên là cái ca của bà Nguyễn Thị Vui. Nguyễn Thị Vui cái ca đầu tiên lạ vô cùng, tổ quốc ta ơi. Rừng cỏ đồi chè đồng xanh ngào ngạt. Có nghĩa là rừng cỏ nó nhiều quá đi. Ung thư nó về 30, 40 người. Mà thời điểm đó là cha với có hai thầy thôi, lúng túng cho đuổi bớt mớ. Chữa không xiết đuổi bớt mớ.
thằng mình cũng mới vừa nghiên cứu công nghệ xong, hiểu không? Rồi bệnh nhân nó làm như cái sâu con dồi nó nhô. Kẻ thì theo công nghệ, kẻ không theo, kẻ thì nói này, kẻ nói đông, kẻ nói tây, kẻ xăm xí, bực mình đuổi bực mớ. Còn lại mớ còn mớ thì còn cái bà đó, bà đầu tiên lành tính trị 79 ngày là đa u tỷ, trị xong rồi là khẳng định là bà hết bệnh, giấy tờ đem về nhà mới được con. Giấy tờ bác sĩ đưa về cho cha là bà hết bệnh mà cha đâu biết đường coi giấy, mấy thầy cũng biết đường coi giấy nữa, hiểu không? Rồi sau đó cha ký cái xét bà hết bệnh ung thư rồi, hết đa u tỷ rồi, cái này mà không khéo chính quyền cộng đồng cha liền, mày ký hết bệnh mà mày có biết không? Một tháng sau mới dở hồ sơ là coi, mới biết coi hồ sơ mới thấy bà hết bệnh thiệt, liều vô cùng liều, nhưng mà Chúa cho bà hết bệnh thiệt. Chị thấy liều không? Ca đầu tiên đó, ca đầu tiên trị 79 ngày, ung thư là gọi là đa u tỷ, cả người bả đau nhất, xương tỷ xương mà sốt như chuột lột, nằm co ro cúm lúm 24/24. Vậy mà trị với công nghệ này, 79 ngày đưa đi Hòa Hảo xét nghiệm, rồi đưa hồ sơ về cha nói với mấy thầy bả hết bệnh rồi, coi kiết gì, ký cho bả ra đi, cha ký chứ ai. Ký xong rồi tháng sau mới biết bà hết bệnh. Mừng vô cùng mừng, xém chết đỡ tù cả đám. Đầu tiên tại sao mà cha chọn cái bệnh này? Tất cả những bệnh khác người ta có thể giảm đau, người ta có thể chịu đựng được. Nhưng bệnh ung thư là nó như là siêu bão. Nó cuốn chiếu. Ví dụ như hôm nay ta ăn mày thúi tới đây, mai thui tới đây, mốt thui tới đây, mốt thui tới đây. Còn tiểu đường hay huyết áp hay tim mạch hay tai biến ngồi đó đi không sao, mày tai biến ngồi chỗ không sao chưa chết, nhưng thằng ung thư là chết. Ừ. Nhưng mà tức là tại sao lại chọn cái bệnh đấy? Tại sao chọn bệnh đấy? Cha mới nói đó là bệnh gì có thể người ta vẫn kéo dài được, người ta vẫn chịu đựng được, nhưng bệnh ung thư là không kéo dài được, không chịu đựng được, nhưng đặc biệt hơn nữa thế giới chữa không được. Biết là như thế rồi nhưng mà đâu phải là người ta không chữa được thì mình chữa được. Đâu phải là mình... Đây. Cha có một bậc thầy vĩ đại ở trong đất nước Việt Nam là giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thạch, một cái đại thụ của ngành địa chất, tiếng chim đầu đàn của nước Việt Nam, viện sĩ viện hàng năm khoa học New York, dạy cha công nghệ cháu nó. Được chưa? Cái tiến sĩ đấy thì không có chữa được không? Không, ổng dạy cha xong ổng chết. Dạy xong ổng chết. Cha sợ chết, cha mới dạy mấy người này. Để cha chết nữa là tiêu á. Thiệt à, cha chết là tiêu luôn á. Khi mà dạy xong như vậy rồi thì tất nhiên là cha không phải bác sĩ. Ừ. Và cha cũng chưa thể nào là bỗng nhiên lại gọi cái ông hay cái bà bị ung thư rồi tới đây tôi chữa thử cho. Chỗ này khỏi hỏi nữa, cha hiểu rồi. Do bởi ngày xưa cha làm linh mục, cha rao giảng lòng thương xót, số lượng người đến với cha đông lắm. Một thánh lễ có thể 7-8 ngàn người. Và thời điểm đó không biết là trời xui đất khiến, ý Chúa ý trời hoặc những cái cha đặt tay chữa lành nó hết bệnh. Hiểu chưa? Từ chỗ đó khi mà cha bị giáo hội tách cha ra, cha về nhà, cái niềm tin đó ở trong lòng dân đó. Cho nên cha nói rằng cha chữa ung thư cho con, tự động nó về thôi. Chứ nó không có nghĩa là cái gì, cái đầu xuôi là đuôi lọt. Ngay từ đầu nó ý thức ông cha Tường chữa được bệnh nó rồi, thì mai mốt ông cha Tường nói chữa bệnh là bình thường, có thể tin hơn. Hảo nè, chắc có lẽ bên cạnh đó cha còn nghĩ thêm phần là cha tu cái cỏ mang giống. Có nghĩa là khi mình ăn cái cỏ mang giống rồi, thì nói theo đạo Phật là cái từ trường của mình phát ra rộng đó, nó làm cho người ta bình yên đó. Rồi mình nói theo kiểu là cứu vật thì vật trả ơn, mà cứu nhân thì nhân trả oán. Nó cứu mấy con động vật thì thế mà mày cũng rộn ta. Đúng không nè? Nhiều lý do. Nhưng mà một trong những lý do là có thể cha là linh mục, cha kêu gọi người ta nghe lời cha. Thời điểm trước họ nghe lời cha, như hồi nãy mà chị đã nói, cha đi về không phải gì là tiền bạc gái ngủ thú tha. Cha về mà người giáo dân họ khóc méo mó rồi. Họ khóc vì họ khổ cho một con cha. Tại sao sống vậy mà bị đuổi vậy? Chứ tôi khóc không phải vì tôi khổ, không phải gì mà tôi khổ vì tại sao cái chân lý nó như thế này mà. Và từ cái chỗ họ khóc mà họ nghe
lời cha. Thế này. Rồi, tiếp theo nữa. Thì không hiểu là thực ra thì rất là muốn hỏi nhưng mà cha sẵn sàng. Tiếp. Đã là hết cho ngang lần rồi mà từ Hà Nội vô đây xa lắm. Là câu chuyện cha vừa nói. Tức là khi giáo hội lại tách cha ra. Ừ. Muốn biết là vì sao. Hai chuyện thôi. Thứ nhất là nói theo kiểu thế gian là giáo hội có một phần nào đó là bây giờ anh tất cả mọi cha là làm lễ lấy tiền và tất cả chia sẻ bằng tiền, ví dụ như nước nhà sứ bán 5.000 bình cha cho không, giống gì đối với cha cũng là cho không, còn cái gì đối với mấy ổng cũng là chia sẻ bằng tiền bạc. Một cái có vô cùng trên thế gian này. Một cái thứ hai nữa là cha giáo hội không có truyền thống ăn cây cỏ mà. Mà cha thì đưa con người trở về với cây cỏ mà giống ngang qua lời Chúa. Cho nên giáo hội nói cha rằng cha là sai tín lý với giáo lý tinh tuyền của hội thánh. Chứ giáo hội không nói cha là sai giáo lý của Chúa. Giáo hội đâu có nói điều này. Ngày hôm nay giáo hội cũng không đuổi cha được. Cha vẫn là cha. Tòa thánh vẫn chưa đuổi cha mà. Giáo hội mời cha về là ăn năn sám hối để mà dưỡng già thôi. 37 tuổi mà dưỡng già vậy? 73 tuổi thì dưỡng già nghe được. Thế nè, như vậy cha ra khỏi hội thánh vì hai lý do. Thằng bán thằng cho thì đương nhiên là cái thằng cho mày phải đi chỗ khác chứ. Thế nè, 100 thằng bán có thằng cho thì mày nghĩ thằng cho sống nổi không? 100 thằng ăn động vật, thằng ăn cây cỏ. Mà ăn cây cỏ đối với đạo Phật ăn chay là tu bậc cao, đúng vậy không nè? Còn đối cũng giáo chuyện chay có, mà đối với cha ăn cây cỏ nữa thì tu bậc kiểu nào đây? Cho nên không giống người ta, không giống những cha, giống như con có hai đứa con, hai vợ chồng hai đứa con bốn tánh khác nhau, nhưng mà tụ trung lại là một gia đình, cái điểm chính yếu là một gia đình, nhưng mà rẽ ra bốn tánh khác nhau mà bốn tánh này không ai cãi ai hết. Mày sống sao mày sống như mày nhớ tao má mày. Mày sống thì sao mày sống kệ mày như mày nhớ tao cha mày. Thế nè. Má sống thì sao má sống con không biết, nhưng mà con nhớ là con là con của má được. Thế nè. Đó, rõ ràng nếu mà chị bắt hai đứa nhỏ nó phải là cơm bưng nước lót mỗi ngày là gia đình cũng bình yên hạnh phúc thôi. Chị có nghĩa là chị không cho nó dị, không có cho nó mang cái con người là mẫu số 4 là dị biệt. Dĩ lập là cũng chưa hành, nhưng mà cho nó theo cái nói theo cách của bạn là việc theo, cho nó nói theo cách của nó, cho nó sống theo cách của nó thì có thể mình hạnh phúc. Hỏi nữa đi, lâu lâu có dịp từ Hà Nội về đây. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và như vậy là ở trên một cái sân của một cái khu vực nhà cấp 4 còn đang rất là nhiều tương lai, thì trong một cái phút bỗng nhiên cha Tường đã trở lại vị trí của một linh mục, và tôi cảm giác như là tôi đang nghe giảng trong nhà thờ. Quay trở lại cái câu chuyện về ung thư của chúng ta, có lẽ là từ một cái lý luận rất là sâu xa, thì cha Tường và những người cộng sự của mình đã có thể nói là hoàn thành cái công nghệ chữa bệnh ung thư. Và tôi cũng được biết cách đây không lâu thì cha Tường có ra báo cáo ở Hà Nội gặp trước một cái hội đồng gì đó, và cái này thì có lẽ chúng ta sẽ nghiên cứu thêm, và khi có những cái số liệu cụ thể như cha Tường nói là những cái căn cứ, một cái việc nhỏ nhưng mà ông đã phải có tới rất là nhiều căn cứ pháp lý, rồi căn cứ giáo lý, rồi luận, rồi vân vân đại loại như vậy. Và cũng qua cái chia sẻ vừa rồi thì cũng có thể thấy được rằng giáo lý thì cũng chỉ là một vấn đề thôi, nhưng cái đầu óc, cách tư tưởng khi đã tự do thì nó vẫn bùng nổ được, và khi đó thì con người vẫn đạt tới được cái mà như cha Tường nói ban đầu, trở về đúng cái bản ngã của mình. Và tôi cũng muốn cha chia sẻ xem đấy là những lời sau này, khi mà cái cuộc sống khi mà tách ra khỏi bản, gọi là đã về hưu rồi đấy,
sống và ngẫm nghĩ thì ngộ ra được cái điều như vậy. Nhưng mà có khi nào đó cha thường cảm thấy trong lòng có một cái không hài lòng với cái việc cư xử của giáo hội đối với mình hay không? Một cái giống như quán trách, quán thắng. Về phía này thì thật sự thì cha không có gì để gọi là quán than cả. Tại vì cha đã biết trước cái chuyện cha làm là cha sẽ bị sa thải, cho nên cha không hề quán than, quán trách. Nhưng mà trái lại là cha cảm thấy giáo hội làm đúng. Là bởi vì nếu để anh ở trong cái hội thánh này thì anh sẽ làm banh cái hội thánh nữa thôi. Thôi thì bây giờ chúng tôi là hội thánh địa phương, chúng tôi dừng anh là đúng dữ lắm rồi. Chờ hội thánh Vatican muốn làm gì tên anh đó thì làm. Còn nếu mà tôi, nếu cha là giám mục địa phương, cha cũng sẽ dẹp luôn. Cho nên giáo hội mà địa phương mà dẹp cha như thế là giáo hội đúng chứ không có sai. Vì cái tư tưởng này nó lớn dữ lắm. Bằng chứng là nếu nó nhỏ cha đâu cứu người được, đâu chữa ung thư được. Chứ dịnh trên tư tưởng này cho chữa ung thư mà. Chứ đâu, cha đâu dịnh trên một cái tư tưởng khác để chữa ung thư đâu. Nói như vậy thì không quán thán. Vâng, không quán thán. Giáo hội đúng. Thế thì có khi nào là cha sai không? À, về phía cha thì hiện tại một con người không thể nói là giống như là một cái bài hát một đời người một rừng cây. Chân lý thuộc về mọi người. Đúng không nè? Nhưng mà nói cha khác à. Chân lý không có thuộc về mọi người. Và nó không chịu sống đời nhỏ nhói. À, trong cái bài hát một đời người một rừng cây là chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhôi. Nhưng mà nói cha Tường thì chân lý không thuộc về mọi người, chứ không mới quan trọng nha, không chịu sống đời nhỏ nhôi. Ví dụ Chúa Giêsu đến trần gian có một mình Chúa Giêsu thôi, vậy thì có mình ổng thôi. Nhưng mà cuối cùng ngày hôm nay hàng triệu người đi theo ổng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có một mình ngài thôi, nhưng mà hôm nay cũng hàng triệu người đi theo ngài. Ví dụ như ngày hôm qua nay là hai ngày lễ Vê Sắc của lễ Phật đản sanh, hàng triệu triệu trái tim ở trong Đức Phật, mà thời điểm đó có một mình Đức Phật thôi. Có phải là chân lý không thuộc về mọi người? Vậy thì chân lý của Nguyễn Văn Tường ngày hôm nay người ta cho rằng là sai, vì không thuộc, vì là chân lý phải thuộc về mọi người mới đúng. Nhưng đối với Nguyễn Văn Tường là chân lý sẽ không thuộc về mọi người. Mặt trăng nó nổi lên, nó đâu có nói là chờ người ta kêu. Mặt trời mọc lên đâu có chờ người ta kêu. Và ăn cái cỏ mài giống này, đó là chân lý của giáo lý và của Đức Phật, của Đức Chúa, của Phật học, chứ không của cha thật. Như tôi thấy thì thường là có những cái nơi mà người ta, kể cả cha xứ, nói cho con chiên của mình rằng là chỉ có mình mới là chính đạo, mình mới là tốt thôi. Còn những người đạo này đạo kia không phải đạo của mình ấy, là không tốt và tà đạo. Vậy thì hiện nay thì có hai dòng đạo lớn, Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo. Thì cha Tường đang là người đi với Thiên Chúa Giáo, cha Tường nghĩ như thế nào về có cho rằng đó là tà đạo không? Ừ, rồi. Tà đạo hay không thì không ai được quyền kết luận hết. Nhưng chúng ta hãy nhớ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một con người bằng xương bằng thịt. Mẹ là hoàng hậu Ma Gia, đúng không nè? Cha là vua Tịnh Phạn, ngài là hoàng tử Tất Đạt Đa. Vậy ngài là một con người bằng xương bằng thịt, bỏ thế gian vào rừng tu hành. Và ngài không phải đến trần gian này để làm cho vũ trụ này thay đổi, nhưng ngài làm cho cái tâm thức của con người trở về với cái điều lành. Đó là cái cốt lõi. Thì từ cái cốt lõi đó người ta mới suy ra là phải ăn chay, phải nhân quả nhân dân. Nhưng cha đang muốn khẳng định ở đạo Phật, ngài là một con người bằng xương bằng thịt, có cha có mẹ, nãy cha kể tên đủ rồi, người lớn không kể hoài hay kể được. Thế thì ngài bỏ trần gian, ngài đến một cái cội bồ đề 49 ngày để ngài tịnh tu. Sau đó ngài thành đạo. Và cái bài giáo lý đầu tiên là Bát Chánh Đạo. Thế nè,
Và cái ý nguyện của Đức Phật không phải đến trần gian này để làm cho cái cây này tốt, con người này tốt, cái vật này tốt, cái vũ trụ này hết thảy cũng có. Đức Phật muốn cho cái tâm của con người, cái tâm thức của con người trở về được. Đó là cái chung đó nha. Và cái cốt lõi của chỗ đó là nhân quả, là hành thiện, là trường trang. Còn cái cốt lõi của đạo Chúa đó là tất cả hãy yêu thương nhau và cho nhưng không. Vì đây là điều răn mới mà Đức Giê-xu đã ban cho con người, thì cũng giống y như bên Đức Phật không, cũng khác gì hết. Vậy thì không có đạo nào là tà đạo hết, đạo nào cũng là đạo tốt. Có sao vậy? Có lẽ đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là tôi rất là lo sợ khi mà đặt câu hỏi với một người cùng một linh mục, và tôi rất là lo sợ. Nhưng mà ông đã trả lời một cái câu mà tôi nghĩ rằng là có lẽ là đó cũng chính là một cái niềm hạnh phúc ở trong tôi khi mà những người con giáo nghĩ như vậy. Và quý vị và các bạn thấy không? Mọi chuyện cũng rất phức tạp nhưng rất là đơn giản. Nếu như mà ta quy lại kết cục ung thư đối với cha tôi giải quyết chỉ là cháo nano thôi. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn lên về vấn đề này. Nghiên cứu thì không phải là mình nghiên cứu để mà mình làm được đâu, nhưng mà nghiên cứu là nghiên cứu xem họ làm như thế nào và cái tiến triển của bệnh nhân. Ở đây thì khi đến mà tiếp xúc với những hội viên cũng như là với các bệnh nhân, rồi cả tiếp xúc với cha tưởng nữa, thì tôi phát hiện ra một điều. Ông là một ông thầy thuốc mà không phải giống như chúng ta nghĩ đâu, tức là lặn lội đến với từng bệnh nhân thăm hỏi ân cần, không có. Ông giống như là một ông bác sĩ dạng bác học, ông ngồi trên này và ông nghe lại các báo cáo. Nhưng khi xuống với bệnh nhân thì tôi lại được nghe người ta khen cái đội ngũ chăm sóc ở đây ân cần, chưa bao giờ họ gặp. Và tôi tin rằng cái thái độ ân cần, cái cách chăm sóc của cái đội ngũ hội viên ở đây chắc chắn là đã được ảnh hưởng bởi người thầy của họ, người cha tinh thần của họ. Và có lẽ đó thì là như là cha tưởng người lo của một con người. Cho nên là trong cái buổi chiều mưa gió vẫn còn đợi nhau, dường như chúng cũng nghe lời cầu nguyện gì đó. Cho nên là trời rất là đẹp. Chúng tôi ngồi ở giữa sân. Chào em. Ở đây thì em làm việc gì? Con thì ở đây chúc nhiệm vụ của con là chăm sóc tầm cái thuốc. À, tức là chuyên trồng thuốc luôn. Dạ. Em vì em quá. Nói chung là dạng ngắn tôi đánh thuốc. Thế mình trồng cây có vất vả chăm sóc nó, nắng quá nó có thể chết, mưa quá nó cũng có thể chết. Đối với cái kỹ thuật chăm sóc của con thì cái nghề của con là nghề dành cho tất cả. Nói chung của con là cái nghề này nghề cũ của con thôi, nhưng mà không ngờ thì đúng cái dịp này để mà có thể hiện cái khả năng của mình. Giới thiệu một chút sơ nét gì không, một chút khán giả và chúng tôi cùng với các quý thầy cùng với nhà huấn luyện viên VBN và cùng với toàn thể ông bà anh chị em. Con tên là Yonbashita Nguyễn Thanh Quý, người ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì trước đây không, cái nghề chính của con là giáo viên dạy lái xe ô tô, làm việc ở thành phố. Thì con làm được thành phố vài năm thì ở nhà ba con bị bệnh nặng, thì ba con bị bệnh gọi là lao phổi, bị cúm. Thì con mới bỏ cái công việc của con về quê để chăm sóc cho ba của con. Thì trong quá trình thời gian chăm sóc thì con mới nghiệm
cái suy nghĩ về cái cuộc đời của con người này. Rồi bắt đầu vào một cái dịp mai là con có coi trên mạng thấy cha đang gầy ở một chút xóm, thì con nghe thấy cha chẳng hay lắm, mà cha chẳng hay mà con nghe phải không hiểu, thì bắt đầu con bắt đầu từ đó con ăn chay đi mò tìm theo để mà đầu thấy cha giảng ở đâu đó, đi theo tới đó. Và mỗi ngày như vậy nó ăn sâu vào cái tư tưởng của con, cái suy nghĩ của con. Thì nó đơn giản hay hết là con chỉ dọn dẹp nó hai từ hiểu những lời của cha dạy, mà con tin đường của cha là đúng. Tại vì khi mà con bám sát vào cái chân lý của cha giảng dạy hàng tuần ở các nhà thờ, thì từ đó bắt đầu con thấy là đi theo cha. Thì cái công việc của con á, bắt đầu là con đầu người bạn nha, và đồng lúc này cha của con cũng đã qua đời vì cái căn bệnh hiểm nghèo đó là lao phổi và kiệt cuối. Nói chung là bệnh cuối ngay đi, nói chung là bệnh bỏ tay và chạy hết cuối. Thì từ chỗ đó bắt đầu con mới đi tìm hiểu về cái chân lý, về cái sự thật con người của mình sinh ra là mình có mặt ở trên thế gian để làm gì, chết mình sẽ đi về đâu. Thì lúc đó đầu là con mới giác ngộ được là con người phải tu những điều mà cha giảng dạy, là mỗi ngày mỗi lớn học từ con cũng lớn lên. Thì từ đó là cha là con đi theo cha luôn. Rồi sau này bắt đầu dạy cho tụi con khi cái mảng bên đó là chữa ung thư công nghệ nano của cha. Nói chung là công việc của con đó, nó nhiều mảng đó, như là về chăm sóc cây thuốc, rồi tài xế lái xe, rồi nói chung là mầm cỏ, nói chung là những cái việc mà cha đã chỉ dạy cho con. Và trước đó thì con cũng đã học qua trường lớp, thì nhờ những điều đó thì con cũng đã hiểu và tin theo con đường này luôn. Đó là con đường để mà cứu người, chỉ có hai từ thôi, hai từ hiểu và tin. Và sau cùng con cũng xin chúc chúc thầy với các quý thầy đại VN và cùng với toàn thể ông bà anh chị em xin chúc sức khỏe, xin chào. Và tôi nghĩ rằng là nếu như mà có thời gian thì riêng bạn ấy cũng sẽ có một cái buổi nói chuyện khá hay đấy ạ. Và bây giờ thì bạn gái rất là xinh, chiều nay là sáng nay thì bạn ấy dẫn chúng tôi đi thăm các bệnh nhân và nhìn khuôn mặt dáng dấp cách thức thì tôi đoán là bạn cũng là một người ứng viên. Xin chào bác. Bây giờ con hãy tự giới thiệu về mình đi. Ngày trước hết thì con xin kính chào cha Phêrô, kính chào cô phóng viên, cùng quý thầy, cùng chương trình Win Win VN, cùng quý ông bà anh chị em. Thì con xin tự giới thiệu, con tên là Margarita Phạm Thị Thanh Tâm. Con đã học trường cao đẳng y dược Pasteur, là học bên chuyên ngành y sĩ đông y. Thì hiện tại thì con cũng như hợp tác cùng với lại quý thầy đang chăm sóc, hỗ trợ điều trị các căn bệnh nan y dưới sự hỗ trợ từ cha Phêrô Văn Tường là nhà nghiên cứu thực nghiệm công nghệ cao nano, dược thảo nano. Vậy thôi. Các bạn nhìn thấy có giống một
điều dưỡng viên của tôi rất là hay gặp cùng những em gái như thế này, cái vẻ không bao giờ mệt mỏi và luôn luôn rất là tươi tắn. Em làm cái điều dưỡng ở dưới cung tất cả các bệnh nhân. Con thấy khó khăn nhất là cái gì? Dạ, đối với cái công nghệ này á, thì khó khăn nhất là đối với bệnh nhân. Đối với bệnh nhân, nếu như bệnh nhân mà không có tuân theo đúng cái phác đồ á, thì sẽ làm cho các thầy hơi là khó khăn một chút. Là nếu như không đi đúng phác đồ thì cái căn bệnh nó sẽ chuyển biến khác, nó không có đúng cái đường các thầy hướng đến. Trong quá trình điều dưỡng của con ấy, thì có bệnh nhân nào mà không theo đúng pháp đồ không? Dạ, trước kia thì có những bệnh nhân họ chưa theo đúng pháp đồ, còn hiện tại thì tất cả các bệnh nhân đang đi đúng theo đúng pháp đồ của mình. Trước đó thì có những bệnh nhân đó là họ, khi họ ăn cháo nano, họ lại thèm ăn những cái thịt hay ăn rau gì đó. Cái đó thì nó chưa có đúng pháp đồ của mình. Tại vì công nghệ của mình là công nghệ cháo nano, là chỉ dùng cháo nano thôi. Khi mà họ lại thèm như vậy thì con làm Dạ, đối với phòng công nghệ của mình thì đối với phòng khám hiện tại ở dưới thì cha đã chuẩn chu đáo, đã chuẩn bị cho những người nuôi một cái phòng ăn riêng, bếp ăn riêng. Còn ở trong phòng của bệnh nhân thì chỉ có duy nhất cái nồi áp suất và cái bình để nấu thuốc và nấu cháo thôi, cho nên là cái phần thèm nó bị hạn chế lại. Những người chăm sóc những bệnh nhân họ cũng khi họ thèm thì mình có thể động viên và khuyến khích. Thanh Tâm thì em có ăn cây cỏ mang hạt giống không? Dạ có. Vậy có ăn những cái món khác động vật không? Dạ không. Dạ không. Và tôi nhìn thấy em rất là khỏe mạnh. Một Thanh Tâm bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay con 25 tuổi. 25 tuổi. Chỉ như 18 thôi. Rất là trẻ trung khỏe mạnh, da vẻ hồng hào. Vậy thì không thể nói là cây cỏ mang hạt giống thiếu chất được, có thể vậy. Vâng, chương trình của chúng ta thì đã kéo dài, rất là cảm ơn có thể các anh chị em và đặc biệt cảm ơn cha Cường một lần nữa. Xin cảm ơn cha Cường đã dành thời gian cho đoàn cũng như là tạo điều kiện cho đoàn cơ sở và tiếp xúc với tất cả các thành viên. Chúc cho gia đình mọi người tư tưởng mang được cái tư tưởng thực hiện và nó cũng vô cùng khó khăn, bởi vì chúng ta cũng chỉ sinh viên nhỏ nhoi thôi, nhưng cố gắng hết sức mình. Cái tư tưởng để trả được được gieo trở thành thực tế để những cái con người cụ thể đến trong cuộc sống tiếp cận được, thì đó là cái bằng chứng, cái thuyết, cái chứng minh cụ thể và thiết thực nhất, hùng hồn nhất cho mọi những cái giá trị này. Thì nguyên tắc là như thế, nhưng mà cuộc sống mà ai cũng muốn thành công, ai cũng muốn vang dội, ai cũng muốn nổi tiếng. Nhưng mà đối với cha, khi sau khi cha đã cân đo đong đếm sát sườn rồi, tức là cha đã
rà soát tôn giáo nói gì, khoa học nói gì, con người nói gì, xã hội nói gì, thực tế nói gì, khí hậu nói gì, thời tiết nói gì. Ví dụ như trong qua Mỹ ra ta chữa bệnh không được, bệnh bệnh sương mù không, trời lạnh không, cái thuốc chết sạch, đúng không? Vậy thì sau khi cha đã cân đo đong đếm xác sự, tức là giáo lý đạo Chúa nói gì, đạo Phật nói gì, khoa học nói gì, nhà nước nói gì, chính phủ nói gì, xã hội nói gì, con người nói gì, thời tiết nói gì, cây thuốc nói gì, cháu nano nói gì, cha kết luận rằm đó là đường cho cha đi đó. Và cha cũng vẫn có quan tâm ai sẽ nghĩ rằng cha thành công hay không, ai đi được, còn ai đi không được thì họ tự họ chết, cha không biết. Giống như là Chúa Giêsu giảng cho mày nghe xong rồi, mày muốn sửa mình thì tự sửa, không sửa là thôi. Đức Phật cũng vậy, Đức Phật nói ta giảng như thế nhưng mà mọi người đừng nghĩ rằng đó là lời của ta, thấy không nè. Chúa Giêsu cũng nói như thế thôi, ta giảng chuyện dưới đất các con không hiểu mà chuyện trên trời sao các con hiểu được. Giống như cha ngày hôm nay cũng vậy, cha chữa ung thư mà thế giới chữa không được, mà làm sao người ta tin cha chữa hết được, phải không? Mà thực tế cha đã nghiên cứu cân đo đếm rồi. Vì thế đường của cha đi, ai đi được thì tốt, và ai đi không được thì ráng một chịu thôi, chứ không phải là cha hạnh phúc hay là cha làm cho họ đi theo đường cha là cha hạnh phúc, chứ không quan trọng ai đi theo, nhưng ngũ xạ tự nhiên thôi nha. Ai đi được thì cha mừng cho người đó, còn ai đi không được thì không sao, mỗi người có đường đi của mình. Ok, là cuối cùng cha cảm ơn tất cả các anh chị em phóng viên VNVV Việt Nam mà nói chuyện tiếng Anh không rành, nhân viên Việt Nam nha. Cảm ơn đội ngũ anh chị em này. Thứ nhất là đã bỏ công từ Hà Nội đến đây để hiểu được một cái con đường để về cứu đời. Chứ còn cha đang ngồi trong góc này không, cha cũng không thể nào làm cho người ta hiểu được nha. Thì đây là những con người, là những cánh tay nối dài của Thượng Đế chứ không của cha, đúng không? Của Thạch, của Chúa. Mọi người hãy cố gắng coi cái điều cha nói hôm nay có cái gì tốt học hỏi được thì giữ lại, còn cái gì không tốt không học hỏi được xóa đi, điều đó không tốt cho mọi người, đúng không nào? Điều đó là cha nói rất chân tình. Dĩ nhiên trong quá trình mình nói chuyện thì có những lời không hay, có những lời không tiêu cực bỏ đi, vì chúng ta là người yêu thương và chúng ta chỉ chọn cái đường hướng yêu thương, chứ chúng ta không chọn được hướng thương thì người ngược. Nãy giờ cha nói chuyện thì cha cũng có làm cho ai đau khổ, và cha cũng muốn làm cho mọi người nghe trách thứ gì cha, nhưng đôi khi nhìn đi cha thẳng về đời quá, nhiều khi hơi quá lố, đúng không nè. Cuối cùng cảm ơn tất cả anh chị em ha, đến đây để mà thấy được cái gì hay thì người phổ biến cho đời, rồi chính người đó cứu đời. Đó là chị chỉ tranh, chỉ cho bạn mình, chỉ cho mấy cái con đò của mình, ta sẽ cảm ơn mạng người lớn nha. Cuối cùng nha, cầu xin Chúa ban phước lành cho mọi người ha. Chúa ở cùng anh chị em. Dạ. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, là Con, là Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Chúc anh chị em lên đường bình yên. Chúc anh Cha, là Con. Cảm ơn chị ha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn cha. Dạ, cảm ơn. Thank you.
người và mỗi nơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đắm trong vui sướng. Ai gieo trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Cô lại biết là ở đây có cái chỗ điều trị của cô về đây? Dạ, cho coi trên mạng. À, coi trên mạng. Dạ, tại vì rất nhiều người mới là nhiều lắm. Dạ, cô cứ ở đây vậy? Dạ. Ăn ở đây? Dạ, có bà em nuôi tôi. À, có một người đã đi nuôi. Thế thì mình ăn uống theo chỉ định của cha hay sao ạ? Dạ, uống theo chỉ định của cha. Cháo với muối và nước tương. Yeah. Theo phác đồ thì bao lâu nữa thì cha có nói là bao lâu nữa thì mình có thể ra viện được không ạ? Dạ, cho thấy khỏe nhiều chứ cha kêu ra ngoài. Dạ. Thế cô có dự định là mình thấy khỏe thì mình về hay bao giờ cha nói thư về đi? Chờ cha. Bây giờ là tin tưởng tuyệt đối nhé. Dạ. Cảm ơn cô ạ. Cô ở đâu đấy ạ? New Zealand. Dạ, ở New Zealand. Dạ. Cô ở đâu ở New Zealand ạ? Dạ, ở Đảo Lắc. Đảo Lắc? Dạ, Đảo Lắc ở New Zealand. Tôi qua đó 28 năm. Dạ. Năm 91 thì... Đi từ năm 91. Dạ. Chắc cô vượt biên. Dạ không, con bảo lãnh. Dạ. Dạ. Em bị sao? Dạ, không bị. Em bị ung thư vú. Dạ. Em vào đây lâu chưa? Gần 3 tháng rồi cô. Gần 3 tháng. Tình trạng của em như nào? Bữa nay đỡ nhiều rồi cô ạ. Bữa nay đỡ. Dạ. Em từ đâu đến đây? Ở trên Đắk Lắk. Đắk Lắk. Tại sao em biết ở đây để em về? Em lên mạng. Lên mạng. Dạ. Mạng tuyệt vời. Dạ. Thế là cũng thấy đỡ nhiều rồi. Dạ đỡ nhiều rồi. Từ lúc con xuống là tưởng như chết ạ cô ạ. À. Dạ tay con nó sưng to như cái đùi ấy mà đi như vậy này, như robot vậy. Cái lưng thì gù này. Mà con nằm không được. Ung thư vú mà nó dài như vậy. Dạ, nó di căn xong nó nằm không được. Con ngồi gọi là ngồi ở trên nhà là một tháng rồi đấy. Đã thế là con lên mạng con biết cha rồi, con đi xuống. Mà nhờ cha với các thầy trị cho con nên giờ con ăn ngủ tốt với lại bệnh của con đỡ nhiều. Con tên là gì? Con tên Nông Thị Phượng. Nông Thị Phượng ở Đắk Lắk thì ở chỗ nào? Con ở Buôn Đôn. Buôn Đôn. Có cái chú và con đấy hả? Dạ. Chứ ở đây thì điều trị thì ăn uống này kia các thứ có tốn kém không? Dạ không ạ. Mình vô đây là mình theo phác đồ của cha với lại mấy thầy là mình ăn cháo với lại uống thuốc thôi cô ạ. Thì tiền nong thì nó như nào? Tiền nong cha không có lấy cô ạ. Cha không có lấy thì phải có tiền, ví dụ ăn cháo cũng phải mua chứ. Có ông... Có hôm cha cho gạo cô ạ. Tự nấu? Dạ, cô, cha phát gạo để tự nấu. Nếu mà hết thì mình mua gạo ngoài cô ạ. Dạ. Chỉ có người nuôi mình là mình mua đồ chay về rồi nấu ăn ở trên bếp ạ. Thế mình ở nhà này thì có mất tiền không? Dạ có, 8 triệu rưỡi. Triệu rưỡi là cả điện đó luôn? Dạ, cả điện nước luôn cô ạ. Giường chiếu cũng của tức là dạ, tốn tiền nhà trọ tốn tiền kia. Nhà trọ trên kia cô còn này là à, con bị nặng là con ở đây đây cô đang hỏi ở đây cơ dạ đây. Không ở đây thì không có mất gì cô ạ. Dạ. Thế là ở đây thì giường chiếu là của mình mang vào hay là của cha ở đây? Dạ. Giường chiếu mình mua cô ạ. Mình tự mua mình tự mang vào. Dạ. Xong rồi mình ở đây dạ thì không mất tiền dạ không mất gì hết cô ạ. Ăn uống thì mình tự mua mình tự nấu. Con bệnh thì con chỉ ăn cháo lại uống thuốc thôi chứ còn người nhà nuôi con thì tự túc cô ạ. Ừ, dạ. Thế là mình cũng tóm lại ăn cháo hay ăn cơm thì là mình... Nhưng mà cha buộc là phải ăn cháo để chữa dạ, bệnh, đúng, rồi. Đúng không? Cứ theo phác đồ của cha với mấy thầy. Ừ. Và ngoài ra thì mình không phải đóng cái tiền giống như viện phí hay gì dạ, đó không. Hả? Thế có tiền thuốc không? Dạ không. Con có uống thuốc không?
Dạ có, con có uống thuốc. Thuốc của thầy, à, dạ, của cha. Thuốc của cha. Có mấy... chắc là ung thư vú, có lẽ mấy có phải thuốc đắp. Dạ, vừa đắp vừa uống thuốc. Có tiền. Dạ không, không mất đồng nào cả. Cô cảm ơn. Dạ. Chúc con chóng lành và chóng được trở về nhà. Dạ, con chắc là ở nhà, nhà có gia đình riêng chưa? Dạ, con có gia đình riêng. Thế thì ở nhà chắc chồng con mong lắm nhỉ? Chồng con xuống chăm con. Ủa, thế thì con cái là sao? Ừ, con cái ở với ông bà ngoại. Ờ, tôi chúc con cháu lành bệnh và quay trở về con thật là may mắn. Dạ, con cảm ơn cô. Tôi thấy một cái cảnh nó khác hẳn ạ, giống như là một cái gia đình. Rất giống một cái gia đình ở đâu đó, trong ở cái miền Tây ấy ạ. Nó giống y như thế này. Còn cũng mắc võng, cũng có những cái đồ các góc. Ở trong này thì mình có hai người, có vẻ như hai mẹ con. Chào em. Em bị sao vậy? Em bị ung thư vú. Ung thư vú, từng người ung thư vú vậy. Em ở đâu đến đây? Kiên Giang. Em tên là Trần Hồng Thúy. Trần Hồng Thúy. Trần Hồng Thúy bị ung thư vú lâu chưa? Dạ 2 năm. 2 năm. Khi em vào đây tình trạng nó như thế nào? Nó bị lở lét hết trơn rồi, nó nhức, nó đau lắm. Bây giờ là qua hết rồi, nó khỏe lắm. À, bây giờ nó qua. Ờ, em làm sao em biết ở đây mà em đến? Dạ, em bắt mạng coi đó. Em bắt mạng em coi. Dạ. Em coi ở chỗ nào hay vậy? Ở trên YouTube gì đó. Trên YouTube hả? Dạ. Ở trên YouTube. Dạ. Thế là biết ở đây. Dạ. Thế là đến. Em đến đây có khó khăn lắm không? Cũng đủ thủ tục thì được già thầy cha nhận chứ cũng không có gì. Thế thủ tục thì nó như thế nào? Chữ thập đỏ của ấp mình nhận về. Hồ sơ bệnh án của mình đầy đủ. Cha chỉ có yêu cầu nhiêu đó thì cha nhận rồi. Cha yêu cầu là ấp dẫn vào là một. Dạ, chữ thập đỏ của ấp, ấp cái chỗ em ở ấy. Dạ. Ừ. Và có cái hồ sơ bệnh án của bệnh viện. Dạ. Nhiêu đó là xong. Dạ. Rồi. Em có phải đóng hộp đóng viện phí hay gì cho cha không? Dạ không đóng hẳn tiền nào hết. Không đóng hẳn tiền nào hết. Điều trị thì có, ui cái tay của em nó sưng to à. Dạ. Cái chị bên kia, cái em bên kia chắc là lúc trước đấy em mới bảo là cái tay của em to và ngồi mấy tháng có lẽ như thế này đấy. Sưng hơn, còn này của em là nó giảm rồi nè. Hôm trước em vào đây nó cũng sưng, dạ nó cũng sưng, nó căng cứng lắm chứ không phải như bây giờ. Bây giờ, giờ là nó mềm nè. Ý là nó cũng đỡ rồi đấy. Dạ. Của em hiểu. Em là được mấy tháng rồi chị Duyên? Dạ. Vào đây đây hả? Ừ. Bữa nay là 40 ngày. À 40 ngày. Dạ. Em bên kia mấy tháng cơ? Dạ. Thế là ở đây của em có những ai chung nom em? Ở đây con trai này. Con này con trai út nó mới lên chồng. À nó lên đi thăm hả? Dạ nó nghỉ hè. Ừ. Ai chăm em ở đây? Dạ dạ chồng. Chồng em. Ừ. Ôi vất vả quá. Hả? Con thì bé như thế này mà chồng phải đi chăm vợ này. 40 ngày đỡ được nhiều không? Dạ nhiều lắm rồi, hơn giảm hơn phân nửa rồi. Thế à? Lúc mình vô đây thì nó đau lắm, nước ăn ngủ không được. Ngày vô đây thì nhà ăn cháo rồi uống thuốc của cha với thầy ngủ được, ăn cũng ngon. Nên yêu cầu như có là thấy mình khỏe rồi nhất rồi thì nó cũng giảm hết tất cả. Lạ nhỉ, hôm nay chị mới tận mắt nhìn thấy người bị ung thư vú mà cái tay nó lại sưng tướng như thế kia. Như bạn bên kia bạn ấy nói là cái tay bạn to như cái chân. Nhưng bây giờ thì không thấy to như thế, ở sân đây thì nhìn thấy cái tay của em. Vậy là nó chèn một cái gì đó. Cái tay nó chèn, nó ép động mạch máu, chậm nó chạm máu, nó nên nó xuống được mà nó lên không thông á. Ừ. Thì nó bị nghẹn mạch máu, nó mới bị sưng, từ từ nó giảm. Em ở đây thì em có giao lưu với các bệnh nhân ở đây ấy, thì chắc là em cũng sẽ biết được là người nào đã ra chữa khỏi ra đúng không? Dạ. Bữa em vô đây thì người bệnh ở đây là cũng xuất viện cùng ngày em nhập viện rồi. Khi đi thì em già. Cái người ra viện đó em có gặp không? Dạ gặp. À, người đó bị bệnh gì? Không có hỏi bệnh gì nhưng mà biết ra ra viện như thôi. Bây giờ lại thì chú đã sửa sẵn về. Và chú cũng già lắm rồi. Già lắm rồi. Dạ. Thế là... cũng là ung thư nhưng mà... Vâng. Ông đi nuôi. Bác là đi nuôi. Và đây là ông bệnh. Vâng, tôi nhìn thì tôi thấy ông đi nuôi trông mệt mỏi hơn ông bị bệnh rồi. Mùi à, đấy ạ. Đúng,
y tôi đi chăm người bệnh, người ta cứ tưởng tôi là bệnh nhân. Vâng, chào anh. Tôi nghe anh nói tiếng Bắc. Đúng rồi. Anh ở đâu đến đây ạ? Tôi ở Bắc Giang. Ở Bắc Giang. Ờ, làm sao anh biết ở đây để vào? Có cô bạn cô chữa ở đây. À. Cô mấy chồng ở Đắk Lắk. Dạ. Cô ở tôi đấy, người ta chữa khỏi. Dạ. Cái bố điện của anh mình vào ngay. Dạ. Anh vào lâu chưa? Tôi vào được 2 tháng 7 ngày. 2 tháng 7 ngày, đến từ ngày 1. Ờ, tôi sổ nhật ký. Nhật ký bệnh thế nào? Đấy là anh tự ghi hay thầy quy định dẫn chứ? Dạ. Năm 80 tuổi. Ừ. 80 tuổi về rồi. Anh còn bác này. Anh bị bệnh gì? Tôi ung thư trực tràng. Ung thư trực tràng. Khi anh vào đấy thì cái hiện trạng của bệnh như thế nào ạ? Khá nặng rồi. Trông hình dáng anh lúc ấy như thế nào ạ? Lúc ấy mà đi vào đây là hầu như là không thể là không còn liêu siêu giật dẻo. Máu ra nhiều lắm. Máu ra? Máu ra nhiều chứ. Ra cái nước phải còn ướt thì đây còn nhiều đấy. Đi lấy thuốc là nhìn thấy nó tự nó ra. Không giữ được. Đến bây giờ thì vừa rồi là cha có thể đi xét nghiệm máu của Việt Nam tôi giúp cái nào. Ồ! Còn hiện tượng mà nếu như không đi khám thì anh thấy anh thế nào? Không đi khám thì cái hiện tượng là cha sẽ tiến triển tốt thì cha mới đi khám. Không, nhưng giả sử không đi khám thì anh tự thấy trong người anh thế nào? Tự thấy cũng thấy tiến triển. Vâng. Anh có còn đi ra máu nữa không? Còn. Vẫn đi ra máu. Thì còn. Có khỏe mạnh rồi. Người thì còn yếu liêu siêu như trước không? Người thì vẫn còn yếu bởi vì kẻ nó phát này thì gần 2 năm rồi. Năm trong nó vẫn khỏe. Tôi cũng chữa nhiều thầy quá rồi. Thì mình vào thì là quá yếu. Quay lên chỗ khác không sợ nó ổn. Vâng. Quay quả đi. Vâng, thế cũng được. Thôi được, thế cũng được. Vừa rồi là tôi đi khám thì cha cách đây cỡ gần một tuần, cha cũng bố là có anh là hết vòng thư rồi, nhưng mà ở đây để tĩnh dưỡng cho một tháng để cho nó khỏe, về gia đình được với anh là sức khỏe. Bây giờ là chữa đường ruột. Vâng, là chữa đường ruột. Đấy, bây giờ nó vào dạng viêm trực tràng thôi, không uống thuốc trực tràng. Anh tên là gì ạ? Tôi tên là Bùi Văn Thuế. Anh quê ở đâu? Bắc Giang, Bắc Giang gì? À. Bắc Giang ở gì? Lục Nam Bắc Giang. Lục Nam Bắc Giang. Nó sát Lục Ngạn sát Trũng đấy. Đó là nơi quê hương vải thiều. Không biết là bệnh tật thì nó thế nào? Trước đây anh như nào? Bây giờ thì nhìn thấy anh trông rất là phấn khởi. Vâng, còn có phấn khởi. Hay là hay là mình đang phấn khởi thật? Không, phấn khởi thật. Bởi vì là tôi chữa đến khoảng trên dưới 10 thể thuốc nam. Đã đi 3 bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Mộc Nhân Tạm, bệnh viện K3 và K Tân Diều đấy. Người ta nói đều nói là nếu cái trường hợp của tôi mổ là không nối được thì cái hậu cái ung thư trực tràng của tôi nó sát hậu môn rồi, nó cách có 3-4 cm, cho nên nó không có đủ là mang sông để nối, nên suốt đời anh phải đeo ở bên cạnh sườn. Thế tôi quyết tâm là tìm mọi phương pháp để không đeo ra ngoài, để sợ khó khăn. Mình tuổi mình cao rồi, tôi cũng có cái bọc như này, thế nào tôi làm tôi chữa cũng nhiều nơi. Tôi vào cả thầy Tuệ Hải ở Đồng Nai, tôi nằm 2-3 tháng đấy cũng không được. Có bà gì mà chữa bằng cao xạ đen đấy, anh đã đi chưa? Bà gì hình như ở Bắc Giang hay Hòa Bình gì đó? Chưa. Thế là tôi cũng đang đi qua, chính xác là tôi đã đi bệnh viện tỉnh để khám, để nếu như tình huống xấu là tôi cứ đi nhiều. Tại vì tôi chữa nhiều thầy cũng được. Thế nên may là có cô bạn cô chữa ở đây, qua Tết cũng điện. Em ung thư vú 4 năm nay em vào đây gần 2 tháng là cũng em được kiểm tra là cũng hết chữa ung thư rồi. Anh phải vào ngay. À, thế thì anh bị bệnh thì em biết rồi, bệnh này đã có ai chữa. Anh không phải hỏi nhiều, cha đi chữa được. Anh không hỏi em nhiều. Em cho điện thoại, anh điện thoại cho cha xem cha có nhận không. Thế là tôi điện cho cha xem nhất trí, bắt đầu tôi vào. Và tâm lý tôi phấn khởi lắm, vì cô bạn cô điều tôi phấn khởi lắm. Tự nhiên là tôi như cái kiểu có một cái vấn đề trong đó. Mình đang cái phương án hai, nếu mà không phải nhận là mình sẽ phải thì phẫu thuật. Tính như chuyện phẫu thuật rồi đấy. Phẫu thuật và đeo cái bồ. Vâng, tính chuyện là nếu vì mà chữa nhiều thầy quá rồi mà không được, mà thời gian rất đau ác và kinh khủng.
đau tôi cứ từ gác trên gác dưới tôi đi, lúc thì tôi phục, lúc tôi nằm bấm tôi bảo thì, mẹ con thế cô con dâu cũng bảo thôi bố thì quyết định phải đi mọi con thế thương bố lắm đau lắm. Nên cô bạn không muốn thúc giục anh nghe em phải vào luôn đi, anh không phải nhờ nghe vì em chứng kiến thì mình sẽ nhiều người phải lắm thì cô đồng hương cũng lấy chồng cái này. Bây giờ anh còn đau bụng không? Không, tôi thì chưa được bụng, tôi đau bụng chả. Vâng, thì cái đau đấy mà anh còn nói là đau lắm ấy. Thì bây giờ anh còn đau không? Còn hơi đau, đau rất nhẹ. Bây giờ đau lâm dâm thì em dâm. Thì nó không đau ngày xưa đau như thế. Lút người đây này này. Có cái người phù phục rồi, lúc vào tôi vẫn đau chứ. Vào đây có nhiều người chứng kiến. Cũng ngủ được còn mong không mà dừa. Lúc vào sau cũng đau. Anh điều trị ở đây thì về kinh phí có tốn kém không? À, kinh phí thầy ở đây là hầu như là miễn phí, cha miễn phí hết, nói chung là cái lượng thầy thuốc đúng lương y như thực mẫu, còn hơn cả thực mẫu. Tôi thấy bố mẹ không dặn dò, bố mẹ không quan tâm và không nhận như các thầy ở đây. Tôi vào người mẹ, tôi đi nghi ngờ bệnh viện, nhưng mà chưa thấy thầy thuốc bác sĩ nào ân cần như thế, quá ân cần, quá dịu dàng, quá chăm sóc bệnh nhân. Bị là 4 năm thầy đến đèo chữa rồi, động viên bằng mọi phương pháp để cho mình khỏi. Cách đây 3-4 ngày tôi nhất 5-6 thầy đến, còn mỗi thầy một chân một tay, còn cứu lại rồi điểm nguyệt động viên vừa ấy vừa hỏi. Đúng là chỉ sau năm mà tôi đã tỉnh trẻ như tôi, trẻ đời và giỏi, tuổi trẻ như tôi, trí cao và những tốt vợ và cảm động lòng lòng cha và thầy. Rất là cảm ơn anh, chúc anh may mắn và cháu được về với gia đình. Cha có chương trình rồi. Chào anh nhé. Đây là áo ăn. Vâng. Mỗi bữa ăn một bát này à bác? Vâng. Hay là tùy ai ăn nhiều thì ăn ít thì ăn? Nói chung là cứ ăn được nhiều thì là tốt ạ. Mình ăn cháo với gì đấy ạ? Cháo muối. Cháo muối. Cháo muối là quy định bắt buộc đấy. Vâng. Em nghe bác nói tiếng... Bác nói giọng Bắc, chắc bác ngoài Bắc vào à? Vâng, em ngoài Hà Nội. Ở Hà Nội. Ở Hà Nội rồi đây. Vâng. Thế anh sao anh biết đây mà vào nhỉ? À, được người giới thiệu. Người giới thiệu. Vâng. Em là vợ. Là vợ, hai vợ chồng. Và vào đây thì đúng là khi đỡ một người bệnh nhân thì đang bắt cháo theo quy định. Một cái căn phòng có thể gọi là một cái rất là giống một cái ngoài gia đình nhỏ. Vâng, khi mà cùng một cái diện tích như vậy, nhưng mà khi vào một cái gian phòng của cái người Hà Nội thì nó cũng có khác hơn ạ. Quả thật là nó khác hơn rất là nhiều, nhìn nó có vẻ khang trang hơn. Có thể là do cái cách xếp đặt của cái người chủ nhân. Vâng. Em ơi, hôm chồng đang ăn cháo thì chị hỏi em mấy câu nhé. Ừ, hai vợ chồng ở Hà Nội, chị biết rồi này. À, nghe người ta mách thì giới thiệu vào đây này. Hai, bây giờ chị muốn hỏi là anh nhà em bị bệnh gì vậy? Bị ung thư phổi. Ừ. Thế em phải nói to lên một chút nha, chị sợ tiếng nó không vào. Ung thư phổi thì là khám ở đâu em? Em đầu tiên là em khám ở bệnh viện Bạch Mai ạ. Sau rồi thì bệnh viện Bạch Mai thì người ta cũng kết luận là bị nghẽn mạch phổi, đã lại rét dạ dày, xong rồi lại bị ung thư thực quản. Bắt đầu là nhà em mới chuyển không sữa ở ngoài Bạch Mai mà nhà em chuyển vào đây. Chuyển vào đây thì được vào đây là 4 giờ chiều ngày mùng 5 thì thầy lại cho đi lên bệnh viện trên thành phố để chụp chiếu lại. Lên tận thành phố. Vâng. Chụp chiếu lại thì người ta kết luận là chồng em bị ung thư phổi.
giai đoạn 4. Thế rồi. Màu, tức là trước đấy là mình chưa điều trị ở đâu? Chưa, mới có hiểu nhà em là chữa đông tây y ở nhà thôi ạ. Ừ. Khi vào Bạch Mai bệnh viện ấy là mới vào Bạch Mai thôi, xong vào đây luôn. Thế hiện tượng là như thế nào hả em? Đầu tiên là chồng em bị ho. Ho. Ho lắm. Rất nhiều. Ho, ho mà kiểu là cứ ho thì cơn rất là dài. Xong rồi thì em cho anh khám. Như thế. Bây giờ thì còn ho nhiều không em? Giờ thì đỡ đôi tiếng ho thôi ạ. Thỉnh thoảng có tiếng ho. Vâng. Chữa là được bao lâu nhỉ? Chị vừa hỏi. Nhà em vào đây là từ hôm bắt đầu từ hôm mùng 5 thì mùng 6 mới được bắt đầu dùng thuốc với lại. Và hôm nay mới có mười mấy mà. Thế có mấy ngày mới không? Có mấy ngày thì đỡ ho rồi. Vâng. Ồ, thế thì chị chắc là hai vợ chồng mừng lắm nhỉ? Chắc là rất là mừng ạ. Chúc cho em và chồng của em có những cái ngày điều trị gọi là vượt mọi khó khăn để sớm lành bệnh trở về. Với một cái niềm tin như thế thì chị nghĩ chắc là bệnh tình cũng sẽ nhanh khỏi thôi.